gì thế vậy? Ở ngoài kia kìa, có một con yêu quái mang tên là Siren, nó to như thế này nè. Ủa, nó to hay nó nhỏ? To như thế này hả? Nhỏ. Trời ơi, tôi nói với anh ở đằng kia kìa, có một con yêu quái to như thế này nè, chứ không phải là nó nhỏ. Anh hiểu chưa? À đừng mà. Gần quá. Wow. Gần quá gần. Thôi chết ông già rồi. Chạy đi ông, chạy đi ông, đừng có ngồi mà. Chạy đi. Ôi, tội nghiệp quá. Cái thằng đạo diễn này chơi ác thiệt mà. Hello. Monster kill. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm gì đấy vậy? Ở ngoài kia kìa, có một con yêu quái mang tên là Siren, nó to như thế này nè. Ủa, nó to hay nó nhỏ? To như thế này hả? Nhỏ. Trời ơi, tôi nói với anh ở đằng kia kìa, có con yêu quái to như thế này nè, chứ không phải là nó nhỏ. Anh hiểu chưa? Anh giỡn mặt với tôi hả? Lẹ lên chứ không phải tới nó giết hai chúng ta bây giờ đó. Láo hả? Chơi với mày luôn nè. Yêu quái kìa, mau hiện hình đi, đừng có giả làm con người nữa. Tiếp chiêu đi. Được rồi, mày hãy đợi đấy. Từ từ bình tĩnh, người ta nói đã. Vô đi mày. Vô anh cước. Đầu tiên cho phép Phạm Vinh xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Phạm Vinh ạ. Các bạn biết không, sau khi Phạm Vinh hoàn thành xong bộ phim này, Phạm Vinh chịu rất là nhiều cực khổ nha mọi người. Nào là mũi cắn này, nào là đường đất đỏ bị bùn sình này, rất là mệt nhé. Cho nên mọi người sau khi xem xong bộ phim này, xin hãy dành cho Phạm Vinh video một like và một sub đăng ký kênh để ủng hộ cho Phạm Vinh có động lực sẽ ra những video tiếp theo ạ. Vâng, Phạm Vinh xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ạ. Xin chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe.